hỏng hết ấy. Nó gặp được không thu tí nào, kiểu cô bày xào làm nhà được vài đạo thóc, ăn người cũng không ăn được. Đến khi mắt non thế là nó ngập hết luôn, mà những cái chỗ được mỗi xào được vài chục cân, vừa tiền phân tiền do trên chục triệu, cái tiền cày bừa đấy, tiền cày bừa thì trên chục triệu, cái tiền công làm chục nữa, hết hơn 20 triệu. Vì tôi có mỗi mình thì tôi phải thuê người, vâng thuê người chứ còn tôi cũng quay đâu, vì tôi tước cái đồng ấy. Nhà tôi thì có đàn bị đẻ, thế tôi bảo tôi thì người ta đồng thiên hạ, người ta bỏ trắng thì tôi cũng cố gắng thiên hạ. Thế là tôi cũng thuê hết để đi ở đây, cái đồng trên người ta bỏ mà người ta không làm thì tôi cố thế làm thì tôi tà bịt cho nó khỏe thôi. Thế mà bỏ trắng thì tôi bỏ, tôi năm nay thì tôi cũng bỏ trắng, tôi không dám làm nữa.